Ôi nào, con cháu đến nhà, đến nhà cô vào nào. Ôi trời. Cháu đứng nhờ tí, có cảnh sát giao thông đang theo. Rồi. Như vậy là hai ông cảnh sát giao thông là đi qua rồi. Vâng, như vậy là một em gái do không đội mũ bảo hiểm, xe không gương cho nên đã bị có lẽ bị cảnh sát giao thông bắt dừng xe, nhưng mà em đã chạy. À, ở đây rồi. Như vậy là cảnh sát giao thông đã vòng lại. Có lẽ là chủ nhà đã nói những điều gì đó với những đồng chí công an. Rồi, đi vào trong nhà thôi. Ui dồi ôi, nói trong cái kìa. Rồi, ui, đang ngồi dưới góc à. Ui ui, ngó gì đây? Ui, đâu rồi? Ui, đang ngó kìa. Ui, trời ơi, đi ra đây, nhanh. Ôi, còn gì nữa đâu mà khóc với trời em. Nào, ra đây đi, để giải quyết vụ việc thôi nào. Chạy đi đâu, ha. Rồi, đi vào dắt xe đi. Dắt xe ở đây để lập biên bản, nhanh lên. Dắt xe ở đây không xin ở đâu. Lập biên bản đi cho nhớ, lần sau mà còn chấp hành đúng luật lệ an toàn giao thông nha. Đi xe mà không mũ không gương thế kia, không biết là còn có cả bằng lái không nữa. Đấy. Tôi tin tức cập nhật những video hay và nóng nhất ở Việt Nam qua một góc nhìn chân thực nhất. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Tôi tin tức để cập nhật những video hay mỗi ngày. Nhớ ấn đăng ký và like nha. Xin cảm ơn.